Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Viettel Store TV. Như vậy là chúng ta đã vừa trải qua sự kiện ra mắt hai chiếc smartphone, đó là Vivo X50 và Vivo X50 Pro, với rất nhiều điểm đáng chú ý ở trong phân khúc. Và rất nhanh thôi thì hiện tại trên bàn làm việc của mình đây, chính xác hơn, đấy là trên tay của mình, đấy là chiếc Vivo X50 Pro. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp và đánh giá nhanh chiếc máy này và để trả lời cho câu hỏi rằng liệu chiếc máy này có xứng đáng nằm ở trong phân khúc cận cao cấp không nhá. Intro nào. Rồi, và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc Vivo X50 Pro. Và ngay bây giờ thì mình sẽ mở hộp chiếc máy này nha. Đấy, để đề phòng trường hợp là mình không bóc được siêu, hôm nay mình bóc trước rồi, để gọi là bóc cho dễ. Và đây chính là chiếc Vivo X50 Pro. Tạm thời mình sẽ mở cái này trước này để cho anh em chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của nó nha. Rồi, tí nữa chúng ta sẽ đánh giá chiếc máy này sau. Tiếp theo ấy, thật sự hôm nay mình rất là ấn tượng về cái cách thiết kế hộp của Vivo X50 Pro với cả X50 luôn. Như anh em có thể nhìn thấy một hộp hình vuông nhìn trông rất là sang trọng. Và ở bên phía bên dưới chúng ta sẽ có đây, đấy là một tập sớ này, que chọc sim cũng như là một cái ốp cao su để mà chúng ta có thể bảo vệ cho chiếc máy chúng ta. Tiếp sau đấy thì chúng ta sẽ có đấy là một cọng cáp, và chắc chắn rồi, nằm ở trong phân khúc cận cao cấp mà lại còn micro nữa thì thôi chịu đấy. Đây sẽ là cọng cáp USB Type-C. Và tiếp theo ấy thì chúng ta sẽ có đây, đấy là một cọng tai nghe 3.5mm, và chúng ta sẽ có luôn cả dongle chuyển đổi từ 3.5mm sang USB Type-C. Vì cơ bản rằng chiếc Vivo X50 Pro của chúng ta sẽ không có jack cắm tai nghe 3.5mm. Và cuối cùng chúng ta sẽ có đây, đấy là một củ sạc. Và củ sạc này sẽ được sử dụng công nghệ flash charge 2.0 với dòng ra là 11V 3A. Theo như kiến thức mình thi được 4,8 điểm toán thì chiếc máy này sẽ có dòng ra đấy là 33W. Rồi, mình sẽ bỏ qua bên nha. Rồi, và quay trở lại với chiếc Vivo X50 Pro. Thì khi mà nhìn vào phần thiết kế mặt sau, chắc hẳn anh em cũng nhận ra đây là một trong những sự đi đêm của chiếc Huawei P40 Pro cũng như là chiếc Galaxy S20 Ultra. Khi mà chúng ta sẽ có cái phần module camera này nhìn trông rất giống so với chiếc S20 Ultra, còn cái phần mặt lưng này thì thực sự nó rất giống so với chiếc P40 Pro. Mà như anh em có thể nhìn thấy này, nó thực sự nó sẽ được làm nhám, tuy nhiên ấy thì nó vẫn sẽ có một cái cảm giác bóng bóng này để cho chúng ta có được những cái hiệu ứng chuyển đổi màu sắc theo ánh sáng này, nhìn trông rất ấn tượng. Còn để nói về cách bố trí cụm camera thì chúng ta sẽ có một module camera được đặt trong hình chữ nhật như này. Và chúng ta sẽ có một cái camera vô cùng to ở đây. Và tí nữa chúng ta sẽ nói về công dụng của cái camera này sau. Cùng với đây chúng ta sẽ có hai camera ở bên phía bên dưới. Và cuối cùng đó là một cái camera nhỏ nhỏ ở đây. Và ở bên phía bên phải sẽ là cụm đèn flash LED. Ở bên phía cạnh phải màn hình thì chúng ta sẽ có đây, đây là nút nguồn cũng như là nút tăng giảm âm lượng. Ở bên phía cạnh bên trái thì chúng ta sẽ không có bất cứ một cái gì cả. À không, thực ra là có, chúng ta sẽ có hai dải anten ở đây. Tương tự như là ở bên phía cạnh phải chúng ta cũng sẽ có hai dải anten như này. Nãy mình quên mất. Ở bên phía dưới chúng ta sẽ có khe cắm sim này, rồi cổng kết nối USB Type-C này, loa ngoài cũng như là mic thu âm phụ. Và ở bên phía trên thì chúng ta sẽ có mic thu âm chính. Và có một trong những điểm mà mình cảm thấy rất là thích ở trên chiếc Vivo X50 Pro, đấy là việc đây chúng ta sẽ có cái phần cạnh trên cạnh dưới này. Nó thật sự rất là vuông vức để mà đấy, chúng ta đặt được như này, nhưng mà mình thì lại không dám đặt như thế, tại vì rơi một cái thì đến ốm tiền. Quay trở lại về phía mặt trước ý, thì chiếc Vivo X50 Pro của chúng ta sẽ được sử dụng kiểu thiết kế màn hình, đấy là màn hình đục lỗ. Và một điểm đáng chú ý đấy là phần cạnh trái, cạnh phải của chiếc Vivo X50 Pro, cả mặt trước lẫn mặt sau luôn, đều sẽ được bo cong để cho chúng ta có được cái trải nghiệm cầm nắm tốt hơn. Cùng với đấy sẽ đem đến cho chúng ta những cái thao tác chạm vuốt đấy, nó rất là mượt mà, không hề đem lại cảm giác cấn tay. Còn nếu như mà để xét về độ dày màn hình ý, thì như anh em có thể nhìn thấy độ dày màn hình ở trên chiếc Vivo X50 Pro thật sự rất là mỏng, đây sẽ giúp cho chúng ta có được những cái trải nghiệm giải trí nó tốt hơn rất nhiều. Còn nếu như mà để xét về chất lượng hiển thị thì ở trên chiếc Vivo X50 Pro của chúng ta sẽ được trang bị một màn hình với kích thước là 6,56 inch. Và tấm nền máy sử dụng ở đây sẽ là tấm nền AMOLED và độ phân giải của máy sẽ là độ phân giải Full HD+. Tuy nhiên ý, thì chờ nói cái này vội, khi mà chiếc Vivo X50 Pro của chúng ta sẽ được trang bị một công nghệ mà đến thời điểm hiện tại rất nhiều những chiếc flagship đang theo đuổi. Đấy là tần số quét màn hình 90Hz, giúp cho chúng ta có những cái thao tác chạm vuốt này, chuyển cảnh nó rất là mượt mà. Còn nói về chất lượng hiển thị thì màn hình ở trên chiếc Vivo X50 Pro này thật sự cũng không có quá nhiều điểm để mà chê, khi mà chúng ta sẽ có khả năng hiển thị rất là trong trẻo này. Màu sắc thì chỉ thị nó khá là rực rỡ, giúp cho chúng ta có được những cái trải nghiệm giải trí nó tốt hơn. Và ngoài ra đấy là ở trên chiếc X50 Pro này của chúng ta sẽ được trang bị công nghệ HDR10+ để giúp cho chúng ta có được những cái trải nghiệm ở trên những nền tảng như kiểu là YouTube hay Netflix một cách tốt nhất. Tiếp theo về camera thì chiếc Vivo X50 Pro của chúng ta sẽ được trang bị một camera chính với độ phân giải 48MP. Và một điểm lưu ý đấy là chiếc máy này sẽ sử dụng cảm biến, đấy là Sony IMX589 chứ không phải là ISOCELL GN1 giống như là trên chiếc Vivo X50 Pro Plus. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có hai camera phụ với độ phân giải lần lượt là 13MP và 8MP. À quên, còn một camera ở bên phía bên dưới nữa cũng có độ phân giải 8MP luôn. Còn về camera selfie thì máy sẽ có một camera selfie với độ phân giải 32MP.
Nếu như mà để nói về camera chính ở trên chiếc Vivo X50 Pro ấy, chúng ta tạm thời chưa nói về chất ảnh vội mà chúng ta sẽ nói về khả năng quay video. Khi mà chiếc máy này sẽ có khả năng chống rung cực kỳ ấn tượng luôn. Đây, mình sẽ mở cho anh em xem một video mà sếp mình đang tung tăng ở ngoài đấy. Đấy, thật sự khả năng chống rung của nó rất là tốt luôn. Đấy, nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái thước hình nó ổn định hơn. Còn về khả năng chụp ảnh thì như anh em có thể nhìn thấy, màu sắc cho ra rất là tốt, độ nổi khối thực sự rất ấn tượng. Cùng với đấy, đấy là sẽ cho chúng ta được những cái trải nghiệm chụp ảnh nó tốt nhất, tốc độ chụp thì cũng khá là nhanh. Còn về camera selfie ý, thì từ trước đến nay Vivo vẫn luôn làm rất tốt khi mà những công ty thuộc tập đoàn BBK Electronics giống như kiểu là Vivo này, Oppo này, Realme này thì đều đem đến cho chúng ta những bức ảnh selfie rất là kiểu nịnh mắt luôn. Đấy, da người sẽ được làm mịn này, giúp cho những chị em phụ nữ hoàn toàn có thể sử dụng để đăng lên mạng xã hội ngay lập tức. Tiếp theo về hiệu năng, một trong những điểm mà mình nghĩ rằng rất nhiều anh em đang mong chờ ở trên chiếc Vivo X50 Pro này, khi mà máy sẽ trang bị con chip đấy là Snapdragon 765G. Và một trong những điểm đáng chú ý đấy là chiếc máy này sẽ có công nghệ 5G. Còn về mức bộ nhớ RAM thì sao? Chiếc máy này sẽ được trang bị 8GB RAM, cùng với đấy chúng ta sẽ có 256GB bộ nhớ trong. Mà nói đến bộ nhớ trong mình nhớ luôn, chiếc Vivo X50 Pro này của chúng ta sẽ không được trang bị thẻ nhớ mở rộng. Tuy nhiên thì 256GB bộ nhớ trong đến thời điểm hiện tại sử dụng thì cũng khá là thoải mái rồi. Có một số hãng đến thời điểm hiện tại vẫn còn keo kiệt cho chúng ta 64GB bộ nhớ trong mà anh em còn chả than vãn gì. Nên chiếc máy này đáp ứng rất tốt. Ngoài ra thì với công nghệ 5G thì ở thời điểm hiện tại chúng ta đã có những thông tin cho rằng vào cuối năm 2020 thì Việt Nam chúng ta sẽ phát triển công nghệ 5G. Chính vì vậy thế nên là khi mà sở hữu chiếc X50 Pro này, chúng ta sẽ gần giống như kiểu đi trước một bước luôn để có thể sử dụng công nghệ hiện đại nhất ở Việt Nam hiện tại. Nói về tốc độ xử lý thì ở trên chiếc Vivo X50 Pro này hoàn toàn vẫn sẽ đáp ứng rất tốt những cái trải nghiệm sử dụng của chúng ta khi mà không cần thiết phải là một flagship. Chúng ta vẫn sẽ có được khả năng chiến game khá là ổn này, tốc độ mở app thì cũng khá là nhanh, thế nên anh em cũng không cần phải quá lăn tăn. Ngoài ra thì về phần mềm, Vivo X50 Pro của chúng ta sẽ được chạy trên giao diện FantasOS 10.5. Về cơ bản thì giao diện này sẽ có rất nhiều tùy biến luôn, để cho anh em nào mà thích tùy biến thì có thể sử dụng một cách rất là thoải mái để cá nhân hóa smartphone của chúng ta. Còn cuối cùng là về pin, Vivo X50 Pro của chúng ta sẽ trang bị một viên pin với dung lượng mà cũng khá là lẻ, đấy là 4.315 mAh, và hứa hẹn sẽ đáp ứng cho chúng ta sử dụng nhu cầu liên tục trong khoảng thời gian là 3/4 ngày một cách thoải mái. Còn nếu như mà sử dụng ít ý, thì 1 ngày đến 1,5 ngày là cũng hơi dư giả đấy. Về phần sạc thì như mình đã nói trong phần mở hộp, máy sẽ trang bị công nghệ sạc với công suất là 33W, giúp cho chúng ta có thể đẩy nhanh được tốc độ sạc hơn. Còn về cổng kết nối thì như mình cũng vừa mới nói trong phần thiết kế cũng như là mở hộp thì máy sẽ được trang bị cổng kết nối đấy là USB Type-C. Đến thời điểm hiện tại rồi mà cận cao cấp mà còn không USB Type-C thì cũng khá là đáng tiếc ấy. Như vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau mở hộp và trên tay nhanh chiếc Vivo X50 Pro. Thật sự thì mình đánh giá rất là cao thiết kế cũng như là phần camera ở trên chiếc máy này, và hiệu năng, màn hình, tất cả các thứ đều đáp ứng rất tốt tất cả những nhu cầu sử dụng của chúng ta. Nhìn chung thì đây sẽ là một trong những sản phẩm rất đáng mua. Vậy thì anh em đánh giá sao về chiếc máy này thì đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như nhớ subscribe cho chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.